hoàn thiện và bàn giao căn biệt thự Tân Cổ Điền tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Được khởi công xây dựng từ đầu năm 2021 và bàn giao đầu tháng 1 năm 2023. Sau khi ép cọc sẽ là giai đoạn đổ bê tông móng và dầm móng. Rất nhanh đã gần hoàn thiện phần thô, các tổ đội đang làm tường rào, vách ngăn, trang trí họa tiết. Biệt thự Tân Cổ Điền ven sông Hậu với diện tích xây dựng hơn 1.800 m², diện tích một sàn của biệt thự hơn 360 m². Được thiết kế một tầng trệt và 3 tầng lầu, đầy đủ tiện nghi với sảnh vô cùng rộng lớn, khu tiếp khách, ăn uống, bếp, 7 phòng ngủ, 1 phòng gym, phòng thờ và có cả phòng karaoke.